chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng mình làm cái món là bò né, người ta thường nói là bò né đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm nai né nha cả nhà. Nai. Thịt nai. Thịt nai này mẹ mình mua của đâu? Không, cậu. Mẹ gửi cậu mua hay gì đó. Mà mẹ cho mình một miếng, mẹ cho mình một ký. Và mình lấy một ký đó, mình đem đi mình né như là làm bò né vậy đó. Không biết thịt nó ăn ra sao, mình cũng đã từng ăn một lần rồi. Nhưng mà né thì mình chưa từng ăn. Hôm nay sẽ vợ chồng mình sẽ chế biến cái món mới mới nha cả nhà. Cả nhà cùng theo dõi hai vợ chồng mình làm cái món này như thế nào nha. Get go. Get go. Đây là một ký thịt nai anh Khoa đã rửa xà sắc mỏng cho mình rồi nè. Thịt rất là đỏ, rất là ngon luôn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp. Sẽ cho vô đây một muỗng đường, một muỗng bột ngọt và một muỗng bột nêm. Tiếp theo là mình cho vô đây một muỗng dầu hào. Và một muỗng dầu mè luôn nha. Rồi bây giờ anh Khoa sẽ trộn đều lên giúp mình. Mình sẽ không ướp muối nha, mình sợ ướp muối nó cứng thịt với nó giống mấy thịt kia không anh? Chắc anh nghĩ có bột nêm là được rồi. Anh không biết, anh không cành, anh quên. Có hai loại nước mắm với muối mà không biết cái nào mà quên. Dầu mè bỏ vô rất là thơm luôn. Thịt nó rất là ngon. Ở trong này ha. Có gia vị vô. Rồi thịt của mình xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ để đây và cho nghỉ khoảng 15 phút thì mình mới đem mình đi nấu nha cả nhà. Thịt nai mình ướp lúc nãy giờ đã được rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi làm nai né. Bên đây thì có khổ qua. Khổ qua mình đã bào sẵn rồi. Mình sử dụng bơ nè. Mình chấm với nước tương nha. Ở đây thì mình có tỏi để một hồi mình nấu. Đây thì mình sử dụng bếp cồn. Và đây là dụng cụ để mình né. Hồi nhớ né né xa xa nha anh. Ok. Tiên Khoa sẽ bật lửa lên. Và anh Khoa sẽ ra tay. Cho cái này nó quay quanh đi. Cái này mình né tới đâu mình ăn tới đó nha. Quay gì anh? Đó, quay cái chỗ gạt. Đóng mở nghe anh. Rồi mình đợi cho nó hết nước này. Mình chế một miếng dầu và bỏ một miếng bơ vô. Bỏ dầu vô. Theo là cho vô một muỗng bơ. Giống đi quán quá. Anh Khoa sẽ phục vụ. Có người phục vụ. Tỏi hành. Bỏ thêm một miếng tỏi vô. Nữa anh. Rồi. Mình phải xào lên. Tỏi của mình cũng đã vàng rồi. Giờ mình bỏ thịt nai vô. Anh ơi, giục miếng ớt cho anh. Trời ơi. Miếng ớt mình trang trí cho đẹp thôi. Trộn lên đi anh nha em. Né nha. Văn thiệt đó. Anh bỏ. Chết luôn rồi. Lụm ớt ra. Còn miếng nữa anh. Anh chơi anh bỏ ớt vô thiệt. Em nó săn lên sắc mỏng lét mà nó săn lên bự dữ thịt nó nở nè. Cái này là phải sắc có. Mỏng thiệt là mỏng. Anh nhớ anh sắc mỏng dữ lắm luôn mà. Chắc tại thịt con này nó bung ra. Nó nở thịt ra. Rồi, được chưa? Mở lửa lớn luôn đi anh. Hết lắp rồi, ngồi đây hơi gió nha cả nhà. Hồi đó mình đi làm á, bên Nhật là một lần bà chủ mình cho mình ăn cái thịt nai này là thịt nai bà chủ chiên bột cho mình ăn. Thịt rất là ngon luôn, rất là giòn. Còn thịt này thì không. Lắc bột chiên á, giống như chiên chiên gà vậy đó, ngon lắm. Mà cái này hôm nay mình làm nai né thử coi. Đó giờ làm ăn bò né được không? Rồi bỏ khổ qua vô đi anh. Khổ qua tươi trong luôn em. Giòn lắm. Rồi được rồi anh ơi. Mình xào tới đâu mình ăn tới đó mới ngon. Này thật ra giống như là thịt xào chứ gì mà tại heo đám tiệc cái gọi là né. Nay né, bò né, nghe chớ lạ lạ. Né ngồi trên xe. Nhiều đám cưới cũng có đẩy thịt nai nha. Nai né. Né đi em bà ơi. Bà Cụng đâu rồi ta? Bà Cụng ơi.
Bà Cúng à, lên ghế nè con. Bà Cúng, bà Cúng, bà Cúng. Lên ghế ăn con, qua đây. Đi qua đây nè. Ờ, ngủ, ngủ mới dậy cả nhà. Còn xe ke nữa. Lên đây con, đèo lên đây. Đèo lên đây cho ăn nè. Nè, lên đây. Đi đâu vậy? Đi lại trước nè, tèo lên. Tèo lên cho cả nhà xem ơi. Cũng ơi. Còn ngáy ngủ rồi. Cũng ơi. Nè, lên trước nè. Lên ghế đây. Lên trước. Leo lên ghế rồi cho ăn nha. Nè, leo lên ghế. Leo lên đây, leo lên. Ôi, ôi. Rồi gớt rồi chết rồi. Rồi cho không đi tự leo lên đi. Leo lên đi con, leo lên. Leo lên. Nè, leo lên mới được ăn nha. Leo lên đây, bà cũng leo lên giỏi. Còn ngáy ngủ. Leo lên con. Rồi lên đi ngồi mới được ăn. Ngồi, ngồi quay lại cho cả nhà coi. Ngồi sửa tướng lại, quay lại. Đúng rồi. Cho con nha. Thương dữ lắm á. Hôm nay biết tự leo lên ghế rồi nhưng mà có ăn mới ngồi nha cả nhà. Mua chuột hả con? Nhưng mà anh này không có bị bóc lột đâu nha. Có làm mới được ăn. Rồi nằm đó đi, nằm xuống đó đi. Ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng lên cho cả nhà xem đi. Thở ra nó chán thiệt. Ta ngủ còn xe kia. Được rồi, em được rồi đó. Rồi chắc lỡ ha. Thôi để gì đi. Để luôn hả? Lên em đi. Sợ nó còn sống. Em xếp được đó. Nhưng cũng ứng ứng. Không sống nè. Thôi anh nhìn coi. Ngồi có ăn cái ngồi nữa. Thương lắm, từ ngày mua cho cái nhà mới là tự trèo lên à. Thôi một miếng nai kẹp một miếng khổ qua. Đây. Mời cả nhà ăn một miếng nai né với vợ chồng mình nha. Rồi mời cả nhà nha. Để anh canh lửa cái để hồi nó khét tùm lum hết. Nằm thử rồi, nằm sao mà tật lên tật xuống rồi ta. Ô bữa nay em bự bằng cái ghế đó nữa rồi hả? Ừ. Nằm đây. Nói sao em, nhiều cảm nhận kìa. Thối ngút luôn cả nhà. Nó mềm. Chấm với mình chấm với nước tương nha. Mềm. Thật đó mềm. Ngọt không? Nó cho ta cái thịt nó không có cái mùi, nó hôi như cái thịt bò, không có mùi luôn á, thấy không? Cảm nhận thịt nó giòn 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 giòn, nó giòn nhai mạnh vô nó sực sực sực, rồi mình được như bơ nó béo ra. Ngon không? Anh nghĩ thịt này ăn lâu ngán nè, nó không có mùi. Ngồi dậy, ngồi lên mới được ăn. Ngồi lên, ngồi dậy. Coi chừng té á. Ngồi dậy quay qua đây. Trời ơi. Ngồi dậy, nhanh đi. Nè, ngồi lên. Ngồi thẳng lên. Ngồi lên, nhanh lên. Đang buồn ngủ á, đang ngủ kêu lên nè. Ăn đi rồi, ngủ tiếp nè chứ không đâu. Ăn rồi ngủ tiếp chứ không đâu, vô đây á. Ô em ơi. Sao cay thế? Ớt hồi nãy anh xào chứ ai. Đâu cũng có ớt á, trong chấm mình cũng đi ớt nữa. Trời ơi. Té té tên. Ghế nhỏ quá. Ghế bị trơn. Ồ, lần đầu tiên mình được ăn nóng trên bếp như vậy. Đúng không? Bữa giờ mình làm những clip kia là ăn nấu rồi mới ăn không à. Ừ, ăn rồi mới ngon. Nóng quá. Cái thịt nó mềm, nó ngon ha. Bà Cúng sao mà tật vuột vậy con? Hôm nay em anh ngồi bị chổi tay rồi. Đúng rồi, đổi chỗ mới đúng á. Lỡ rồi. Lỡ rồi. Cái thịt nó hơi mới hôi bằng cái thịt bò luôn á. Thịt nó mềm sao? Mềm dữ luôn á. Thử ra cho con ha. Cậu qua người ta vừa chín nha. Ăn nó còn giòn luôn. Quá tuyệt vời. Ngon quá, ăn không nói nên lời luôn. Ăn thịt bò nó còn dai nha, thịt này không có dai gì luôn á.
Món này vậy mình vừa ăn mình vừa xào mình vừa ăn nó ngon. Mình xào quyên xuống thì nó đâu có ngon hết đâu. Đúng rồi. Xào quyên xuống lắm thì sao? Chúng ta trả vị trí cho nhau đi. Thằng ba chăm sóc bụng bụng ơi. Ngồi chổi tay quá. Có hai vợ chồng mà chổi quá. Nó. Đó. Chúng ta đang trở về đây. Chào mừng thế giới của mình. Chúng ta đã trở về vị trí của chúng ta rồi. Cho con nè. Thôi, được vô mánh à, vô rồi. Tính hai vợ chồng mình ăn mà ngồi đúng hướng gì đâu có nghịch nhau đâu. Đúng rồi, quá thuận. Vậy mới là vợ chồng được hả? Nó cho mày ăn gồm nó liếm cái tay anh. Đấy, em nó lấu khều không? Ngon quá anh ơi. Hết luôn. Xuống luôn. Cái mình nhậu ra xuống luôn. Thèm rồi. Nó xào xào lên cho cái ủ qua nó thấm vào chín. Thôi. Ăn quen rồi, liếm cũng ăn liếm hoài. Ở đó đi con, nãy giờ ngồi với em nó đâu dám liếm đâu. Quên liếm này là nó có ăn. Nãy giờ em cũng cho nó ăn á. Tại vì em cho nó ăn á, nó chưa kịp liếm á. Mày con. Sao nghiệp, con ghế hơi nhỏ. Ghế vậy mà còn nhỏ. Rồi quay lại. Quay lại. Đã ghế này hơi bị hãm. Trời tội nghiệp quá, còn rồi luôn. Nó trơn rồi, nó trơn kìa. Giờ mình thiết kế sao cho nó không trơn ta. Mình dán ra hả? Đóng cái cây. Bốn cái chân bắt miếng dán thiệt là bự vô. Nó ngồi vậy nó mới thoải mái được. Ui, ăn muốn no luôn em ơi. Cả nhà ơi, cái thịt nai này rất là dễ ăn luôn, nó không có mùi vị gì. Anh mà cái thịt nó rất là ngọt, rất là ngon. Anh nghĩ ai mà khó ăn cũng được cái này. Cái thịt nó mềm lắm, nó không có mùi như thịt bò đâu. Thịt bò nhiều lúc mình mua về mình nấu mà không biết cách ướp á, nó cũng còn cái mùi bò, còn cái này là hoàn toàn nó không có mùi gì luôn á. Cái bà ve này ồn quá à. Mùa hè sắp tới rồi. Cái bà ve này ồn ào quá đi. Nó đang phục vụ văn nghệ với em á. Không cần. Yo. Đã quá. À, quá ngon. Rồi. Bà cũng đi đâu vậy? Nó không hạp anh nè, nơi nó qua em nè. Sao hả con? Chị nó lên anh. Hai đứa mình mà ai cũng thương nó chứ, mà nó qua bên này không lúc nào cũng đi theo vợ mình hết trơn á. Nói chứ biết sao không, tại vì lúc mà mình xin nó về á là mình là người ẵm nó đầu tiên, nó đi theo mình không à. Giờ mình có đi Bến Tre về, mình đi về với mẹ mình về xong nó chạy ra nó mừng anh Khoa, xong rồi nó mừng mình là nhiều nhất. Giận mày luôn. Lên ghế ngồi con, ghế chật quá. Bà cũng qua đây. Lên đây. Leo lên. Leo lên. Leo lên. Để coi ông có cầm gì không cái đã. Tôi nghĩa hả? Leo lên. Rồi, em không có cầm gì rồi, cứ đi. Chán về nè. Kìa, cho kìa con. Nè, anh qua cho đây. Kìa. Qua đây. Qua đây. Anh cho kìa. Leo lên. Cái này là mua chuột, ông mua chuột tôi chứ đâu á. Có cái gì đó tôi mới làm chứ. Rồi, leo lên. Chán mày ghê thì chứ. Chó. Ủa, tôi chó chứ gì nữa. Bỏ xuống hành đi, chúng đũa. Ơi, bỏ xuống chúng đũa tao ạ. Chán mày ghê thì mang mày nhảy đi ạ. À. Phải không? Nửa hơi nách. Nửa nách đó. Đó, ăn xong có nhảy xuống à. 1 ký nhưng mà ra hai vợ chồng mình ăn chắc tầm nửa ký là cùng. Ừ. Em muốn no à, ăn cho hết này thôi. Rồi. Ăn hết cái này à, không xào nữa đâu. Quá chừng khổ quá. Để anh ăn khổ qua giảm cân. Giảm cân. Nè còn thịt nè cho em nè. Ăn đi không? Em tăng cân đi. Rồi, chia sớt.
đây nè, nó còn hai cục, đứa một cục. Ừ. Mẹ anh có một cục nè. À, cục anh nhỏ xíu à. Rất hết rồi. Ăn thích ăn khổ quá. Ăn khổ quá, cho khổ nó qua đi. Rồi, nắc lửa luôn nha. Ừ. Xào có nhiêu đều. Nhà có bột cụm ăn nữa mới hết á. Nó con. Đâu. Bột cụm nó nói là không có hai đứa bạn mình tao cũng hết nữa. Nhưng mà như xào vậy nó không có giòn cái thịt bằng thịt kỳ gió em ăn. Hay là tại bà chủ có mua cái thịt ngay cái khúc đó. Nó giòn. Anh nghĩ là để một giống như cục mình sắt lát mỏng không này, để cục á. Ừ. Ăn nó sẽ giòn hơn là mình sắt lát mỏng vậy. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Trời ơi. Cho nó miếng thịt nữa đi anh. Cho con ăn rồi mà con làm như con không có ăn vậy bà cụm. Đi theo anh bà sửa cái gì cũng nhiễu nhão á. Mặt bữa nay mọc răng đều rồi. Mặt cái ghét ghê luôn á. Chó này ngồi, có ăn thì nó ngồi, không có ăn nó làm biến nó đi. Nay răng mọc lên hiệu hết rồi đó. Ơi, gớm quá đi ông ơi. Ôi, hai vợ chồng mình ăn đã xong cái món nay né rồi cả nhà ơi. Thịt nay nó mềm, nó không có mùi gì hết á. Rất là dễ ăn luôn. Nó còn dễ ăn hơn thịt bò nữa. Thịt bò đôi lúc mình về mình trúng cái con bò mình làm mình ăn không được đâu. Ai mà chưa ăn thử cái này thì nên ăn một lần cho biết, rất là ngon. Như cũng không mắc, là một mẹ nói là một ký nhiêu cũng mua rưỡi. Ký 150. Nhưng mà cái này là đông đá nha cả nhà, chứ không phải là thịt tươi nha. Thịt đông đá, tại vì mình mua thịt đông đá, thịt tươi mình mua không có. Ừ. Thôi cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh của hai vợ chồng mình trong những video tới nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. Trời ơi.